Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 9 tháng 3, ông Nguyễn Yên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đắc Cấm, thành phố Con Tum, tỉnh Kon Tôm cho biết, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ việc nam giới đã tử vong bị cháy. Theo thông tin ban đầu khoảng 20 giờ ngày 8 tháng 3, người dân bàng hoàng phát hiện một xác chết bị cháy ở thôn chính xã Đắc Cấm, trên bãi đất trống. Ngay sau đó, người dân đã báo với chính quyền địa phương tới hiện trường điều tra làm rõ. Tại hiện trường, trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên cơ quan công an chưa xác định được danh tính thân nhân. Đặc biệt, trên cơ thể của nạn nhân này không còn dương vật. Ông Yên nói hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ và địa phương vẫn đang chờ kết quả. Trường hợp không có người nhà tới nhận, địa phương sẽ mai táng nạn nhân theo quy định. Theo bà Lê Thị Sáu, người dân có mặt tại hiện trường. Ban đầu mọi người trong thôn thấy khói bốc lên nhưng ít nên tưởng có ai đốt rác. Sau khi thấy cháy lớn, khói nghi ngút trong rừng cao su, một vài hộ dân mới chạy lên dập lửa vì sợ đám cháy lan sang các nhà khác. Lúc này mọi người vẫn chưa biết có một thi thể trong đám cháy. Ông thuộc chủ vườn cao su, người trực tiếp phát hiện thi thể cho biết, nghe tin có cháy ở ngoài vườn cao su, liền báo con trai đi dập lửa. Vì sợ lửa chưa tắt hẳn nên ông đã ra vườn kiểm tra lại một lần nữa. Ông thuộc chưa hết bàng hoàng kể lại. Trong lúc rọi đèn pin kiểm tra, tôi tá hỏa phát hiện thi thể bị cháy đen nói trên. Lúc đó tôi thần hồn, nát thần tính. Chạy thẳng lên Ủy ban Nhân dân xã Đắc Cấm để báo chính quyền địa phương về vụ việc lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi đồng thời thông báo tìm người nhà và thông tin của nạn nhân